Trang web Hôm Nay Pin Hà Nội sẽ cùng các bạn tìm hiểu một viên pin khá đặc biệt. Đây được gọi là pin tụ. Pin tụ này thì có nhiều kích thước và dung lượng khác nhau. Viên pin này là viên pin của hãng Huawei, có mã là HFC1650. Địa thế viên pin này là 3,2V và dung lượng của viên pin này là 700 mAh. Pin có hình dạng giống như một cái tụ điện đấy ạ. Và có hai chân thò ra, đây là chân dương và đây là chân âm. Đầu này cũng rất là giống tụ. Ở đây chúng ta đo được cái viên pin này là pin HFC1650 thì có chiều dài là khoảng 50,7 mm và đường kính của viên pin là 15,9 mm. Điện thế viên pin ta có thể đo được luôn. Đây điện thế viên pin. Điện thế của viên pin là 3,3V, cao hơn diện điện thế gia định 3,2V, tức là pin đang là tốt. Pin này có thể sạc lại được nhé. Và thường được sử dụng trong các thiết bị như là camera hành trình hoặc là một số thiết bị yêu cầu dòng pin đặc biệt. Để tìm hiểu kỹ hơn về viên pin tụ HFC1650, các bạn có thể truy cập trong web gia dụng nhà Việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.